này được giải vàng này nha mấy bạn. Cây này mai chứng thủy lá lớn nè, mà tới chừng nó vô cây rồi lá nó còn nhỏ xíu nè, thấy không? Ghê chưa? Cây này hoành chắc khoảng, cây này quá to luôn, cây này bự lắm nha mấy bạn. Cây này hoành chắc 70-80. Cây này cây chấn người ta nè, cốt cành khiếp thiệt. Đây, cái này là lễ hội sinh nhật cảnh nha, đa phần là thấy mai chiến thị với lại linh sam. Cây này là cây da đen thôi nha, mai chiến thị da đen á, da đen lá lớn. Mà lên cây cái lá còn chút xíu rồi nha các bạn, được trẻ vàng quá đẹp luôn, cốt cành tiếp không bự trẻ. Cây bên đây cũng đẹp lắm nè, cây bên đây được trẻ khuyến khích. Cây này nuôi gỗ công nè, nuôi cám gỗ công. Đế ghê cho khủng khiếp chưa, tài cảnh mà thấy ghê chưa, hoa chưa.